cập nhật mới nhất từ chiến trường, nga tập kích kremenaya, quét sạch khí tài kiev, ukraine thừa nhận moscow thắng thế, đại đế ra trận, putin bất ngờ thăm barubon, donbas, uav tự sát nga tấn công làm lung lay phòng tuyến ukraine ở donbas, cũng tại miền đông, nga nắm giữ chìa khóa danh thành trì quan trọng adifka trong khi đó, tại miền Nam, tên lửa chống tăng Moscow bắn cháy xe bọc thép hiếm gặp đối phương. Điện Kremlin đánh chìm phà chủ quân Ukraine ở Kherson. Củng cố đạt tiến công, Nga trang bị tên lửa vượt mọi hệ thống phòng không cho tất cả tàu ngầm. Lo ngại Nga, NATO bàn khẩn triển khai 300.000 quân sát biên giới Ukraine. Trước tình hình đó, hơn 800.000 người Triều Tiên tình nguyện nhập ngũ chỉ trong một ngày để chống Mỹ Kính chào quý vị, đây là bản tin quốc tế được phát sóng hàng ngày trên News nâng tầm kiến thức. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 3, tình hình chiến sự tại Ukraine có những diễn biến nào đáng chú ý? Trên thế giới có những sự kiện nổi bật nào? Hãy cùng Hồng Hạnh đến với nội dung chi tiết ngay sau đây. Cập nhật mới nhất từ chiến trường, các phóng viên đưa tin trên kênh Telegram rằng lực lượng quân đội Nga trong ngày hôm qua tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến đấu được giao trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo đó, loạt máy bay chiến đấu Moscow đã tiêu diệt thành trì đối phương gần Kremennaya, quét sạch loạt phương tiện chiến đấu bọc thép tại mặt trận này. Nguồn thạo tin từ các phóng viên cho hay, lực lượng vũ trang Nga hiện đang tiếp tục tấn công gần Svatovo, Kremennaya. Loạt máy bay chiến đấu nước này đã tiêu diệt được thành trì Ukraine gần Kremennaya, cũng như loại bỏ các phương tiện bọc thép đối phương trong khu vực. Trước đó, quân đội Nga đã tấn công hai kho chứa vũ khí và thiết bị của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 122 của Ukraine ở vùng Kherson tại miền Nam. Cùng với đó, các đơn vị của Trung đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 291 Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của một nhóm thiết giáp lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng thành phố Tomak. Trước thực tế khó khăn, giờ đây, ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine thừa nhận nước này đang thất bại trên chiến trường. Bình luận về tình hình ở Adivka và Kamenka lân cận, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận Quân đội Nga đã đạt được một phần thành công theo hướng này. Ngoài ra, Nga cũng đẩy lùi đạt tiến Ukraine với mức độ thành công khác nhau ở các khu vực khác về phía làng Krasnogos và khu vực Alexander -Rapon. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng vũ trang Ukraine dần đánh mất loạt vị trí chiếm đóng trước đó và buộc phải rút lui dưới sự tấn công dữ dội của các đơn vị đối phương. Sau chuyến thăm bất ngờ tới Crimea hôm mười tháng ba, tổng thống Vladimir Putin được cho là đã thực hiện chuyến công tác không báo trước tới Mariupol, thành phố cảng biển Azov đã được lực lượng nga chiếm giữ một dần năm ngoái trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Nhiều hãng thông tấn nga bao gồm TASS và RIA Novosti trích dẫn dịch vụ báo chí của Điện Kremlin và đưa tin vào sáng hôm qua ngày 19 tháng 3 nhận định ông Putin được cho là đã đến Mariupol bằng trực thăng cùng với phó thủ tướng nga Marat Gusnolin. Tổng thống Putin đã đến thăm một số quận của thành phố để kiểm tra tiến độ các nỗ lực khôi phục, bao gồm việc xây dựng các khu dân cư mới, cơ sở xã hội và giáo dục, cơ sở hạ tầng nhà ở và dịch vụ xã, cơ sở y tế. Ông cũng đã đi tham quan đường bờ biển trong khu vực câu lạc bộ du thuyền, nhà hát cũng như những địa điểm nổi bật khác của thành phố. Không rõ chuyến đi diễn ra khi nào và Điện Kremlin vẫn chưa chia sẻ hình ảnh và video về chuyến đi đầu tiên của nguyên thủ quốc gia tới Mariupol. Thành phố Mariupol đã được lực lượng nga chiếm giữ vào mùa xuân năm ngoái, là một trong những biểu tượng của chiến dịch quân sự của nga và chiến thắng ở đó được cho là chiến thắng chính cho đến nay. Hôm qua, ngày 18 tháng 3, kỷ niệm 9 năm ngày Crimea sáp nhập với nga, ông Putin cũng đã đến thăm bán đảo này. Ông khiến mọi người bất ngờ khi tự lái xe ô tô tới đây. Ông đã tham dự lễ khánh thành một địa điểm văn hóa lịch sử mà ban đầu ông dự định tham dự theo hình thức trực tuyến. Song song với Pekmut, miền đông Ukraine hiện đang nóng dần với một mặt trận chiến lược mới có tên Adyvka. Tại đây, Nga đã sử dụng UAV tự sát lan xét phá hủy một hệ thống hỏa lực phóng loạt của quân đội đối phương, gây ảnh hưởng tới năng lực phòng thủ của Kiev ở hướng này. Chuyên trang quân sự AviaPro gần đây đăng tải đoạn video được mô tả ghi lại cảnh UAV tự sát lan xét của Nga phá hủy một hệ thống hỏa lực phóng loạt của đối thủ tại Adyvka, Donbass. Hệ thống hỏa lực phóng loạt này có nhiệm vụ quan trọng trong phòng tuyến bảo vệ của Ukraine tại khu vực nhằm ngăn đà tiến của lực lượng Nga. Đoạn video cho thấy lan xét bay lần vần phía trên. Sau khi xác định chính xác mục tiêu, UAV này lao nhanh xuống, gây ra một vụ nổ dữ dội khiến hệ thống hỏa lực của đối thủ bị phá hủy. Theo giới quan sát, Ukraine dựng một phòng tuyến không quá kiên cố ở ngoại ô Adivka. Vì vậy, việc một tổ hợp hỏa lực phóng loạt bị phá hủy cũng có nguy cơ làm lung lay lớp bảo vệ của Kiev quanh điểm nóng này. Hiện thời, Ukraine vẫn đang kiểm soát hoàn toàn Adipka, nhưng theo thông tin từ hiện trường, Nga đang triển khai hỏa lực đưa các con đường dẫn tới khu vực này vào tầm ngắm. Mục tiêu của Nga dường như là sẽ khép vòng vây Adipka. Dự đoán về tình hình mặt trận Adipka trong thời gian sắp tới, ông Yan Gagin, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết, quân đội Ukraine triển khai có thể sắp bị quân đội Nga bảo vệ. Theo cố vấn, khả năng cao là Adygea sẽ trở thành một lòng chảo trong những tuần tới bởi các lực lượng của Nga đang tiến vào các khu vực quanh thành phố này. Ông cho hay quân đội Nga đã kiểm soát một số khu vực đóng vai trò như chìa khóa để giành Adygea, trong khi pháo và chiến đấu cơ của Moscow đang tăng cường hoạt động theo hướng này. Nằm ở phía bắc Donetsk, Adygea có dân số khoảng 30.000 người. Trong cuộc giao tranh ở Donbass, thành phố này là thành trì quan trọng của quân đội Ukraine. Tiếp tục những diễn biến trên chiến trường. Một đoạn video được đăng tải cho thấy một xe bọc thép YPA-765 hiếm gặp của Ukraine đã bị bắn cháy bởi tên lửa chống tăng Nga ngay lúc đang di chuyển trong khu vực giao tranh miền Nam. Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cuối tuần qua, hình ảnh một xe bọc thép chở quân YPA-765 hiếm gặp của Ukraine bị phá hủy đã được ghi nhận tại khu vực Rambothai ở vùng Rambothai. Theo một số nguồn tin, xe bọc thép trên đã bị bắn cháy bởi tên lửa chống tăng Nga trong khi di chuyển trong khu vực giao tranh ở miền nam Ukraine. Thời gian gần đây, các xe bọc thép hiếm gặp do phương Tây viện trợ của quân đội Ukraine liên tiếp bị phía Nga thu giữ hoặc phá hủy. Hồi đầu tháng 3, lực lượng quân sự tư nhân Warner đã thu giữ một xe bọc thép Batera T6 của Ukraine tại Pekmut. Chiếc xe này được cho là đã bị bỏ lại sau khi gặp hư hỏng trên đường rút lui khỏi trào lửa Pekmut ở miền đông Ukraine. Cũng tại miền Nam, cụ thể là Kherson, quan chức thân Nga địa phương khẳng định chính quyền Moscow đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine tại tảng ngạn sông Dnipro. Trong một thông báo được đưa ra cuối tuần qua, ông Vladimir Srado, người đứng đầu chính quyền ly khai thân Moscow tại vùng Kherson đã tuyên bố các lực lượng phòng thủ Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công đổ bộ của quân đội Ukraine tại khu vực tảng ngạn sông Dnipro. Vào bình của chúng ta đã đánh chìm một chiếc phà chở lực lượng đổ bộ Ukraine tại khu vực Kharkovka, Đối phương có thể đã mất hàng chục binh sĩ. Vụ việc tại Kharkovka có thể là nỗ lực vượt sông lớn nhất từ trước đến nay, ông Sadu nói. Người đứng đầu chính quyền ly khai thân nga cũng tiết lộ quân đội Ukraine đã thường xuyên tổ chức các đợt vượt sông để đổ bộ sang phòng tuyến tảng ngạn sông Dnipro của nga. Khu vực sông Dnipro đang được quân đội chúng ta thường xuyên theo dõi. Việc ẩn náu dưới nước của thuyền chiến đối phương là không thể. Chúng thường xuyên bị phát hiện và đáp trả bằng hỏa lực hạng nhẹ hoặc pháo binh nếu cần thiết. Thông thường, các phương tiện vượt sông của Ukraine sẽ bị đánh chìm trong khi số còn lại phải rút lui, ông cho biết thêm. Ông Sando đồng thời cảnh báo quân đội Nga cùng lực lượng dân quân ly khai tại khu vực không được chủ quan vì đã có những dấu hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông khẳng định các lực lượng Nga vẫn đang làm chủ hoàn toàn tình hình. Trong bối cảnh đó, chính quyền Tổng thống Putin đã tiếp tục củng cố năng lực của các loại khí tài, cụ thể là lực lượng tàu ngầm nước mình, Hãng Titas dẫn lời tư lệnh Hải quân Nga, Nikolai Yezmenov khẳng định: Tất cả tàu ngầm của Nga, bao gồm cả các tàu mang tên lửa chiến lược đều có thể được trang bị tên lửa hành trình Kaliber PL. Phát biểu với truyền thông Nga trước ngày của lực lượng tàu ngầm hôm qua, Tư lệnh Hải quân Nga khẳng định: Các tàu ngầm thế hệ thứ hai của Nga đã được sử dụng để thử nghiệm tên lửa hành trình Kaliber. Trên thực tế, hiện nay tất cả tàu ngầm trong biên chế, bao gồm cả các tàu tuần dương chiến lược dưới nước đều có thể được trang bị loại tên lửa này ông Zhezmenov nói rõ. Theo tư lệnh hải quân Nga tới đây, Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh cho tất cả tàu ngầm của nước này. Hiện nay, Nga trang bị tên lửa hành trình Caliper PL cho các tàu ngầm phi hạt nhân đang phục vụ trong hạm đội Biển Đen và hạm đội Thái Bình Dương. Loại tên lửa này cũng đã được triển khai trên các tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân thuộc nhiều lớp khác nhau. Trước đó, các tàu ngầm thuộc dự án 6363 của Nga đã phóng thành công tên lửa Caliber vào các mục tiêu trên bộ ở Syria. Trong khi đó, về phía đồng minh Ukraine, NATO được cho là đang thảo luận kế hoạch triển khai lực lượng lên tới 300.000 quân cùng với trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường an ninh ở sườn phía đông giáp biên giới Nga. Báo Politico ngày 18 tháng 3 đã dẫn nguồn thạo tin cho biết, NATO đang bàn kế hoạch đối phó trong trường hợp Nga mở rộng chiến dịch quân sự ngoài Ukraine. Trong đó NATO thảo luận phương án tăng cường biên giới phía đông bằng lực lượng lên tới 300.000 quân. Những kế hoạch như vậy đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực rất lớn từ 30 quốc gia thành viên trong việc cung cấp lực lượng, cơ sở huấn luyện cùng với một lượng lớn khí tài và đạn dược. Các nhà lãnh đạo quân sự NATO sẽ phải đệ trình bàn cập nhật các kế hoạch phòng thủ khu vực. Giới chức liên minh do Mỹ dẫn dắt đang đưa ra ý tưởng rằng biên giới của họ với Nga nên được bảo vệ bằng khoảng 300.000 binh sĩ. Trong đó, đợt đầu tiên sẽ bao gồm khoảng 100.000 binh sĩ và sẵn sàng triển khai trong vòng 10 ngày. Lực lượng này có thể bao gồm binh sĩ từ Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Lithuania. Đợt thứ hai sẽ hỗ trợ đợt đầu tiên và sẵn sàng triển khai trong khoảng 10 đến 30 ngày từ các nước như Đức. Tuy nhiên, Politico nhấn mạnh, điều này khá thách thức bởi nhiều thành viên của liên minh vốn lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí sau một thời gian dài viện trợ cho Ukraine, trong khi việc bù đắp đòi hỏi thời gian và tiền bạc. Không chỉ triển khai quân sát biên giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang cho thấy những nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu thâm nhập vào khu vực Á-Âu để kiềm chế mối quan hệ khăng khít Nga-Trung. Tổng thống Nga Vladimir Putin viết trong bài báo đăng trên Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc rằng phương Tây đang tìm cách thâm nhập vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chia Âu-Á thành các khối quân sự nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc. Nhưng những nỗ lực này chắc chắn sẽ thất bại. Bài báo được đăng trên trang web của Điện Kremlin vào Chủ nhật. Ông nhấn mạnh, rõ ràng là NATO đang cố gắng đạt đường phạm vi hoạt động toàn cầu và tìm cách xâm nhập vào châu Á-Thái Bình Dương. Rõ ràng là có những lực lượng đang kiên trì làm việc để chia không gian Á-Âu chung thành một mạng lưới các câu lạc bộ độc quyền và các khối quân sự. Điều đó sẽ kìm hãm sự phát triển của các quốc gia chúng ta và gây tổn hại đến lợi ích của họ. Điều này sẽ không hiệu quả. Trong trận chiến bảo vệ thành phố chiến lược Pechmuth, để giảm thiểu tác động của việc thiếu hụt đạn dược do các khí tài hiện đại, thì các binh sĩ Ukraine đã quyết định đưa vào sử dụng các súng máy Maxim được sản xuất từ thế kỷ 19 nhằm gia cố cho tuyến phòng thủ tại trào lửa miền đông này. Một binh sĩ Ukraine nói với báo Telegraph của Anh rằng, Anh đã tìm thấy súng máy Maxim tại các cứ điểm của họ rất nhiều lần. Mặc dù đã lâu đời, đây vẫn là một loại vũ khí lợi hại. Điều quan trọng nhất là khi sử dụng chúng và đừng quên rội nước làm mát được chế tạo bởi nhà thiết kế người Mỹ Hiram Steven Maxim từ năm 1984. Maxim là khẩu súng máy hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới, có khả năng bắn tới 600 phát đạn một phút. Nhược điểm lớn nhất của súng máy Maxim là cơ chế tỏa nhiệt rất lớn khi hoạt động liên tục. Vì vậy, các binh sĩ sẽ thường xuyên phải đổ thêm nước làm mát để giúp dòng súng hạ nhiệt. Được đặt trên bệ đỡ với hai bánh xe bằng sắt, một khẩu súng máy Maxim khi chưa được trang bị nước làm mát và đạn có trọng lượng khoảng 30 kg. Thông thường, một khẩu súng máy Maxim cần 4 binh sĩ để vận hành. Dẫu vậy, bất chấp thực tế khó khăn mà lực lượng phòng thủ Pekmut đang gặp phải, giới chức quốc phòng Ukraine khẳng định họ vẫn đang giữ vững thành phố chiến lược này. Thưa quý vị, ở những diễn biến liên quan, quân đội Mỹ đã điều một máy bay không người lái do thám khác ra Biển Đen vào ngày 17 tháng 3. Nhưng tránh xa không phận bị hạn chế mà trước đó, một chiếc UAV MQ-9 Reaper mới bị rơi sau khi chạm chán với máy bay chiến đấu của Nga. Theo đài ATI, các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy một UAV có tên liên lạc là Forte 10, được xác định là AQ-4 Global Hawk, bay vòng quanh không phận Romania rồi bay về phía Nam và phía Đông. UAV này bay vòng qua phần phía Đông của Biển Đen nhưng chưa bao giờ đến gần Crimea dưới 100 km. Một người quan sát cho biết trên Twitter rằng thời gian bay trên Biển Đen của UAV này chỉ là 2 giờ thay vì 12 giờ như thường lệ. Người này bình luận, đây chắc chắn là tuyến đường kỳ lạ nhất mà chúng tôi từng thấy AQ-4 thực hiện. Các quan chức Mỹ giấu tên sau đó đã xác nhận sứ mệnh này với hãng tin Reuters, nói rằng đây là chuyến bay đầu tiên như vậy kể từ sự cố rơi chiếc MQ-9 Reaper ngày 14 tháng 3. Tuy nhiên, trước đó, Lầu Năm Góc cho biết một UAV khác đã được điều đi để giám sát hoạt động chụp vớt xác trước MQ-9 mà Hải quân Nga có thể thực hiện. Bình luận về lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow, Mỹ nhận định nước này coi lời kêu gọi ngừng bắn là không thể chấp nhận đây là tuyên bố của ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, trong cuộc phỏng vấn với Vox News mới đây. Theo điều phối viên John Kirby, nếu theo kết quả cuộc gặp mà có bất kỳ lời kêu gọi đình chiến nào thì cũng là điều không thể chấp nhận. Bởi như vậy sẽ chỉ phê chuẩn những lợi ích của Nga hôm nay và cấp cho ông Putin thêm thời gian để chuẩn bị nhân sự mới rồi vạch kế hoạch tấn công mới khi thuận tiện. Cơ bài nói thêm rằng Hoa Kỳ đang rất trông đợi cuộc hội đàm của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Trước đó, cơ quan báo chí của Điện Kremlin công bố rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào ngày 20 đến ngày 22 tháng 3, đáp lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đáng chờ đợi là trong khuôn khổ chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những vấn đề đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác và hiệp lực của Nga và Trung Quốc. Cùng bối cảnh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lưu ý rằng Trung Quốc ủng hộ ngừng bán ở Ukraine và bắt đầu đàm phán hòa bình, Cộng đồng quốc tế cần tạo điều kiện cho việc này. Chuyển sang những tin tức khác, một máy bay ném bom chiến lược B-1 đã được Mỹ điều động trở lại Hàn Quốc để tham gia hoạt động huấn luyện với quân đội nước đồng minh. Động thái này được Washington đưa ra nhằm cảnh báo và đáp trả các vụ thử tên lửa liên tục trong thời gian gần đây của Triều Tiên. Trang Junhap đưa tin Mỹ đã điều động tới Hàn Quốc một máy bay ném bom chiến lược B-1. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả các vụ thử tên lửa liên tục trong thời gian gần đây của Triều Tiên. Mới đây nhất, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào sáng ngày 19 tháng 3. Tại Hàn Quốc, oanh tạc cơ B-1 sẽ tham gia vào cuộc tập trận lá chắn tự do cùng các tiêm kích F-35A của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ. Được phát triển vào thập niên 70, bóng ma bầu trời B-1 được coi là một trong những xương sống của lực lượng máy bay ném bom tầm xa Mỹ. B-1 có thể bay với vận tốc trên 1.448 km h và có thể chở hơn 3,4 tấn đạn dược. Giới chức quân sự Mỹ cho biết cuộc tập trận lá chắn tự do sẽ kéo dài 11 ngày, bao gồm nhiều bài tập huấn luyện khác nhau nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa hai quân đội đồng minh trong các hoạt động tác chiến đường không, đường bộ, đường biển, trên không gian, trên mạng cùng các hoạt động tác chiến đặc biệt khác. Sau động thái cảnh cáo từ Mỹ, hơn 800.000 người trẻ ở Triều Tiên đã tình nguyện nhập ngũ với mục đích chống lại Hoa Kỳ, ngay sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất của mình. Ngày 18 tháng 3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, hơn 800.000 sinh viên, công nhân trên khắp nước này đã tình nguyện nhập ngũ và tái nhập ngũ chỉ trong hôm qua, ngày 17 tháng 3. Hình ảnh do báo Rodong Sinmun cho thấy thanh niên Triều Tiên xếp hàng dài chờ ký giấy xin nhập ngũ tại loạt meeting do nhà nước tổ chức ở các nhà hát và công trường xây dựng vào hôm 17 tháng 3. Những người trẻ đồng loạt sung phong tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc và tiêu diệt kẻ thù. Báo Rodong Sinmun viết đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh đang cố gắng phá hủy nền độc lập cũng như quyền được sống và phát triển của chúng tôi. Rồi đồng Simun cho biết số người nhập ngũ đang tăng liên tục trên khắp Triều Tiên, nước này có dân số khoảng 25 triệu người. Thông tin trên được công bố sau khi Triều Tiên phóng tên lửa lớn nhất và mạnh nhất Hoa Sông 17 hôm 16 tháng 3. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ hai trong năm nay của nước này. Truyền thông Triều Tiên mô tả vụ phóng này là phản ứng đối với các cuộc tập trận quân sự chung điên cuồng đang diễn ra của Mỹ và Hàn Quốc. Tiếp tục là những diễn biến tại Triều Tiên. Nước này đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản trong ngày hôm qua, ngày 19 tháng 3. Chỉ vài ngày sau khi Tokyo và Seoul nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo về chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Junhap trích thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, tên lửa được phóng từ khu vực Đông Trang nằm trên bờ biển phía tây Triều Tiên vào khoảng 11 giờ 05 phút sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương. Nó bay khoảng 800 km trước khi đánh trúng mục tiêu giả định trên vùng biển phía đông Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thì cho biết tên lửa này đã bay cao tới 50 km và rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này trên biển Nhật Bản. Hàn Quốc và Triều Tiên gọi biển Nhật Bản là biển Đông do nằm phía đông bán đảo Triều Tiên. Theo các hãng tin Reuters và Sputnik News phát biểu họp báo tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho biết nước này đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất vừa diễn ra vào ngày 19 tháng 3 của Triều Tiên. Phản ứng này được truyền tải thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Song song với mối quan hệ Mỹ Hàn chiều căng thẳng Đài Loan Trung vẫn liên tục leo thang trong thời gian gần đây. Động thái mới nhất, Trung Quốc đã chỉ trích nhóm các nhà làm luật Anh sau khi các nghị sĩ này tới thăm Đài Loan, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh trước đó. Đại sứ quán Trung Quốc tại London ngày 19 tháng 3 đã chỉ trích chuyến thăm tuần này của nhóm nghị sĩ Anh tới Đài Loan, cho biết các chính trị gia trên vẫn kiên quyết thực hiện chuyến thăm dù Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ trước đó. Phía hòn đảo cho biết nhóm 6 nhà làm luật Anh dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan vào ngày 20 tháng 3. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, cần phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trung Quốc thường xuyên phản đối hoạt động tương tác chính thức của các nước với hòn đảo. Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại London cáo buộc chuyến thăm của các nghị sĩ Anh can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và phát đi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đối với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở Đài Loan. Thông báo viết, Chúng tôi muốn nói với các chính trị gia có liên quan của anh rằng bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ. Nhưng không nêu chi tiết về cách mà Bắc Kinh có thể phản ứng. Theo cơ quan đối ngoại Đài Loan, chuyến thăm của nhóm nghị sĩ Anh dự kiến kéo dài 6 ngày từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3. Ngoài gặp gỡ bà Thái Anh Văn, các nhà làm luật của Anh dự kiến sẽ gặp một số quan chức cấp cao của hòn đảo bàn về nỗ lực hợp tác giữa hai bên. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức chiều ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc thật là nhiều năng lượng xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo